BB Trần gạt hiện sự cố quốc phục của Khánh Vân tại Miss Universe. Sự cố của Khánh Vân tại Miss Universe không phải dạng vừa. Sau phần thi quốc phục của đại diện Việt Nam, hàng loạt ngôi sao V-Miss đã phải trầm trồ và hết lời khen ngợi. Ấy vậy mà trong lúc dân tình dần dần thích thú ngưỡng mộ Khánh Vân vì khả năng làm chủ sân khấu quá tốt, thì BB Trần bất ngờ vạch mặt cô em thân thiết không thân thiết. Chuyện là trong lúc biểu diễn quốc phục, Khánh Vân gặp sự cố nhỏ lúc mở kén, nhưng nàng hậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước ra đầy tự tin. Tuy nhiên BB Trần lại hề hước bóc trần sự thật trong status được anh đăng tải trên Facebook cá nhân vào sáng ngày 14 tháng 5. Thật ra lúc mở cái kén không ra là có kịch bản hết rồi mọi người à. Ekip bắt Vân làm vậy để tăng thêm sự hồi hộp và gây cấn. Còn đoạn cái kén đập vô lại là tạo câu chuyện. Kiểu đi thi bị chèn ép nhưng vẫn cố bứt phá để thành công. Phải như vậy mới gây sự chú ý mạnh đến khán giả. Có tính toán hết rồi, ekip năm nay được tuyển chọn những nhà biên kịch có tiếng được tu nghiệp tại nước ngoài về mà. Mặc dù đây chỉ là lời suy đoán và chia sẻ đến từ BB biên kịch, nhưng chân tình cũng được fan cười lăn cười bò vì quá hài hước. Nhiều người còn ngỡ ngàng vì hóa ra sự cố của Khánh Vân lại có thông điệp sâu sắc thế kia. Không chỉ dành nhiều lời khen ngợi cho Khánh Vân vì bản lĩnh và thần thái quá tuyệt vời, thì BB Trần còn tiếc nuối vì đại diện Việt Nam không chịu làm một việc. Tưởng gì BB Trần lại tiếp tục quăng miếng tạo tiếng cười cho khán giả. Phải chi lúc mở kén, mấy cuộn tơ nó rớt ra lăn khắp sân khấu, rồi MC súng lại lùm lên giùm, biết đâu sẽ được tính thêm điểm. Có câu chuyện nữa, BB Trần và Khánh Vân từng cùng nhau chụp bộ ảnh chị em vô cùng thân thiết. Nam diễn viên cũng luôn dõi theo mọi hoạt động và ủng hộ Khánh Vân hết lòng khi nàng